xe máy và lồng xét là dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đàn qua, dừng lại đi anh, dừng xe lại cho đàn qua. Xe máy và lồng dừng lại, xe máy và lồng dừng hẳn lại, xe máy ơi, xét lại dừng lại đi anh. Rồi dừng lại đi anh ơi, đàn tôi tới rồi. Lại thêm một chiếc con cua để số anh. Có con vít mà hôm qua thấy rồi mà đúng không? À. Tưởng là nó đông. Sao mà tưởng đáng lẽ chiều hôm qua mình kiểm tra liền, à, trưa hôm qua anh biết rồi. Lại thêm một chiếc cua. Máy mua nhiều rẻ à? Mấy trăm rồi. Mấy trăm, hai ba trăm rồi. Dạ. Anh có bán lại 500 không? Không. Dù không thành công. Cái đồ Việt B làm đẹp. Học đó hả anh? Xe cũng làm chỗ luôn. Đầm đuôi gì đó. Một năm có... Hiện tại Tân Tinh đang có mặt tại công viên của Buôn Mê Thuột. Và ngày hôm nay sẽ là chặng tiếp theo. Chặng từ Buôn Mê Thuột đi thành phố Nha Trang. Và sẽ đổ đèo rất là nguy hiểm. Vì thế cho nên là anh em tổ tiền phương và bảo vệ sẽ hết mình cố gắng. À, hiện tại bây giờ thì đây người đang tập trung đây, công viên này như đang chuẩn bị sửa hay làm hay sao vậy đây. Nghe nói là sẽ có 10 cái khúc cua rất là căng thẳng, thì không biết là anh Phương là tổ trưởng tổ địa phương thì đã có gọi là dự định và có cái sự chuẩn bị gì chưa ạ? Anh cũng có chuẩn bị một số anh em để chuẩn bị cái đèo Phương Hoàng này thì chỉ có đổ thôi, đổ nhiều nhưng mà cua cuộc trở rất là nhiều, nguy hiểm. Nên anh có bố trí một số anh em đứng ngay mấy cái cua cuộc trở để trợ giúp cho khi vận viên mà lỡ đổ đèo bị hố á thì trợ giúp với vận viên, nhưng mà mình phải đậu cái xe mình cho nó gọn, cho cái nơi an toàn trong chung rồi mình đứng không, mình cảnh báo với vận viên, mình thấy cảm thấy vận viên mà bị hố thì mình trợ giúp cho vận viên ra lại đường đua. Bình thường mà 10 cái cùi chỏ mà khi mà bên ban tổ chức thông báo thì chắc là anh đã nắm được hết là 10 cái cùi chỏ đó rồi đúng không? Đúng rồi, anh đã đi mấy chục năm anh cũng phải nhớ á. Quá kinh nghiệm rồi. Nào có cùi chỏ gắt thì khó thì mình phải hỗ trợ. Mình rải anh em ra phụ hỗ trợ rồi một phần những cái xe của địa phương người ta còn lưu thông á. Mình nhờ ta là đậu sát cho chút xíu để cho đò qua an toàn. Người ta cũng lời nói của mình thì mình nhà ta nó cũng ủng hộ. Cảm ơn anh. Đó là cái sự tâm sự của chia sẻ của anh Phương, tổ trưởng tổ tiền phương cho cái chặng đua ngày hôm nay. Thì đúng là đổ đèo rất là nguy hiểm. Vì thế cho nên mô tô phải cẩn thận hết sức và làm sao để gọi là phân luồng được các xe mô tô của tiền phương và bảo vệ vào các cái điểm cùi chỏ mà gọi là ban tổ chức đã có sự thông báo trước. Rồi mời cả nhà đón xem. Sao nữa vậy, bị tục hả? Anh giờ đẹp đèo đều lâu tục cô nữa hay sao? Nút quy á, để xuống chút xíu rồi nút đề không ăn hả? Đây nút đề rồi đâu, nó kêu cái tẹt mà chết mẹ coi chừng bình
Không, bình rồi. Bình nó có báo mà. Nó kêu này mà không có máy nè, cục đề nó không 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 vô nè. Đi ngay nè. Hả? Chưa lên bình. Rồi, từ. À nhẹ nè, nhẹ nè. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, 12.4 là đủ mà. Rồi. Nè. Cái đề nó kêu nè. Dạ. Nhưng mà 12.4 là đủ mà anh. Vậy là mình đi trống. Ờ. Đâu, nhưng mà để số mo thì đâu liên quan tới trống. Mo thì đâu cần trống. Ủa đó. Rồi, còn đồng viên đã bắt đầu tập trung. Thông tin nhận được thì hôm nay sau chặng ngày hôm nay thì T80A của cục sẽ đổi qua là cục cảnh sát giao thông miền Nam. Đáng lẽ là sẽ đoàn sẽ về tới Đà Lạt luôn, nhưng mà do là đi nhiều quá thì sẽ chia bớt lại cho bên đơn vị bên kia. Xe máy phía trước và lồng sắt là phải dừng xe hẳn lại, dừng đường xe đang qua. Xe máy và lồng sắt là phải dừng xe hẳn lại, vừa lồng sắt là dừng xe lại. Rồi anh ơi, sắt là dừng lại cho đang qua đi em. Rồi mình vào lề nghỉ ngơi xíu đi anh ơi. Sắt vào lề dừng xe lại, dừng đường xe đang qua. Dạ, dừng lại cho đang đua qua đi nè. Cảm ơn anh. Ô tô phía trước của lồng sắt là dừng lại. Ô tô phía lồng dừng lại, ô tô dừng lại, ô tô dừng lại. Anh ơi, bạn đưa cái đạp tới á, anh dừng lại giúp em một xíu cho đèn qua đi em. Xe máy phía trước của lồng sắt là dừng lại. Xe máy phía lồng dừng hẳn lại, dừng đường cho đèn qua, phía lồng dừng hẳn lại, em ơi. Dừng lại đi, đừng qua đường em ơi. Coi bánh tải bánh sắt là dừng lại cho đèn qua đi anh, cảm ơn anh. Xe máy phía trước của lồng sắt là phải dừng lại. Ở xe máy ơi, mình xét là phải dừng lại, dừng đường cho đàng qua đi chị. Xét là dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đàng qua. Xe máy dừng lại đi, vừa lập dừng lại, dừng đường cho đàng qua. Xe máy phía trước của lồng xét là dừng lại. Xe máy của lồng xét là dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đàng qua, vừa lập xét là dừng lại. Rồi xe máy ơi, mình dừng lại một xíu cho đàng qua đi. Rồi mình nghỉ ngơi một xíu cho đàng qua, cảm ơn anh. Xa quá rồi anh ơi. Hơi xa là tiền không? À dạ.
rồi 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 thôi từ từ qua nha anh chị ơi, tôi lòng dừng lại cho đây qua. Xe máy của lòng chắc là phải dừng lại. Ô tô của lòng dừng lại, xe tải của lòng chắc là dừng lại. Xe máy của lòng chắc là phải dừng lại, dừng đường xe này qua. Ô tô của lòng dừng lại, rồi xe ơi, đừng có đường ở đây dừng lại, dừng đường xe này qua đi em. Cảm ơn anh. Ô tô của lòng chắc là dừng lại. Ô tô của lòng chắc là dừng lại, dừng đường xe này qua. Của lòng chắc là phải dừng lại, dừng đường xe này qua. Chắc là dừng xe lại đi anh. Rồi xét rồi đi anh, xét rồi đi anh. Xe máy của lòng chắc là dừng lại. Xe lòng chắc là dừng xe hẳn lại, dừng đường xe này qua. Xe máy của lòng chắc là dừng lại, dừng đường xe này qua. Xe máy ơi, mình vui lòng chắc là dừng lại, dừng đường xe này qua đi anh chị ơi. Chắc là dừng xe hẳn lại, dừng đường xe này qua. Xe máy ơi, đừng qua đường nữa đây, dừng xe lại cho này qua đi anh. Rồi xe máy ơi, dừng lại đi anh. Dừng lại đi anh. Xe máy của lòng chắc là dừng lại. Xe máy của lòng chắc là dừng lại. 10 giây. Đây tôi thì có 2 toán, toán 1, toán 2, 10 giây. Xe máy của lòng chắc là dừng lại, ô tô dừng lại nha. Xe máy của lòng chắc là dừng lại, dừng đường cho đang qua. Xác là dừng xe hoặc lại, dừng đường cho đang qua. Của lòng xác là dừng xe hoặc lại, dừng đường cho đang qua. Xác là dừng lại đi anh. Xe máy của lòng xác là dừng lại. Xe máy của lòng xác là dừng lại, dừng đường cho đang qua. Xe máy của lòng xác là dừng lại. Ở đây xác là dừng lại, dừng đường cho đang qua đi, cảm ơn anh. Xe máy phía trước của lòng xác là dừng lại, dừng đường cho đang qua. Của lòng xác là dừng lại. Xe máy ô tô của lòng xác là dừng lại. Rồi dừng lại đi anh, giảm tốc độ dừng lại đi anh. Dừng lại đi. Xe buýt ơi, dừng lại cho đoàn qua đi anh. Xe buýt dừng lại, dừng đường cho đoàn qua. Xe tải của lòng xét lại dừng lại. Xe tải xét lại dừng lại, dừng đường cho đoàn qua. Xe tải dừng lại đi anh, xe tải dừng lại. Ô tô của lòng xét lại dừng lại. Ô tô của lòng dừng lại, ô tô của lòng dừng lại. Rồi cho trong đi chị ơi. Bạn tôi xe đạp tới, tôi có chạy nữa chị. Rồi chạy nhanh quá vậy. Xe máy của lòng xét lại dừng lại đó chị. Xét lại dừng lại, dừng đường cho đoàn qua. Ô tô phía trước của lòng xét lại dừng lại. Ô tô ơi, mình dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đoàn qua đi anh. Của lòng dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đoàn qua. Dừng lại đi anh, dừng lại. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Xe máy phía trước của lòng xét lại dừng lại, dừng đường cho đoàn qua. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Rồi anh chị ơi, mình xét lại dừng lại, dừng đường cho đoàn qua đi anh chị ơi. Của lòng xét lại dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đoàn qua. Xe máy của lòng xét lại dừng lại đi anh. Xét lại dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đoàn qua. Rồi mình dừng lại xíu giùm em đi anh chị. Dạ, xét lại dừng lại cho đoàn đua qua đi anh. Mình dừng lại xíu cho đoàn qua đi anh. Rồi xe máy kia dừng lại đi em, dừng hẳn lại đi em. Xe máy của lòng xác là dừng lại. Rồi xe máy ơi dừng lại đi. Dừng lại đi chị ơi. Xe máy của lòng xác là dừng lại, dừng đường cho đoàn qua. Ô tô của lòng dừng hẳn lại. Rồi ô tô dừng lại đi em ơi. Dừng lại cho đoàn qua, rồi xe máy xác là dừng lại đi em. Rồi mình dừng lại một xíu cho đoàn đua qua đi anh chị ơi. Vui lòng dừng lại dừng đường cho đoàn đua qua. Cảm ơn anh chị. Vui lòng xét lại dừng lại. Xe máy vui lòng xét lại dừng lại. Rồi xe máy ơi xét lại dừng lại đi anh. Xét lại dừng lại dừng đường cho đoàn qua. Xe máy vui lòng dừng lại dừng cho đoàn qua. Xe máy vui lòng xét lại dừng lại. Xe máy vui lòng xét lại dừng xe hẳn lại dừng đường cho đoàn qua. Vui lòng xét lại dừng xe lại. Xe máy vui lòng dừng lại. Xe máy vui lòng dừng xe hẳn lại.
Xe máy của đồng chắc là dừng lại. Xe máy đồng chắc là dừng lại cho đài qua đi em. Dạ, mất khỏi chắc là dừng lại. Xe máy của đồng chắc là dừng lại. Xe máy của đồng chắc là dừng xe hẳn lại. Dừng đường cho đài qua. Của đồng chắc là dừng lại. Xe máy dừng lại. Xe máy dừng lại. Xe máy của đồng dừng lại. Xe máy của đồng dừng lại. Xe máy của đồng chắc là dừng lại. Xe máy dừng lại đi anh. Dừng xe lại đi anh. Dừng lại. Dừng lại. Xe máy dừng lại. Xe máy dừng lại đi chị ơi, xếp lại dừng lại cho đàn qua đi chị ơi. Xe máy nè, xếp lại dừng lại đi. Rồi dừng lại đi chị. Dừng xe lại. Dừng lại. Xe máy dừng lại, xe đạp ơi, xếp lại dừng lại đi. Xe đạp ơi, xe đạp ơi, dừng lại đi anh. Dừng lại đi anh. Xe máy xếp lại dừng lại, xe máy xếp lại dừng lại. Rồi xe đạp ơi, dừng lại đi chú ơi. Dừng xe lại đi chứ. Dừng lại đi, dừng lại đi. Xe đạp ơi, vào trong đi anh. Xe đạp vào trong đi anh. Xe máy phía trước của lòng xác lại dừng lại. Xe máy dừng lại đi anh. Xác lại dừng lại đi. Dừng lại đi anh. Dừng lại đi anh. Xe máy dừng lại. Xe máy của lòng dừng lại. Xe máy của lòng dừng xe hẳn lại. Xe máy của lòng dừng xe hẳn lại, xe máy dừng 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 lại, xe máy ơi dừng lại đi chị, vào trong đi, dừng lại đi chị ơi, xe đạp dừng lại đi coi, dừng lại, dừng lại, trời ơi xếp chết, anh ơi giữ lại giùm em cái. Xe máy dừng lại, xe máy dừng lại. Xe máy dừng lại, xe máy ơi, dừng lại đi anh chị ơi, dừng xe lại, dừng xe lại. Xe máy dừng lại, rồi anh ơi, dừng lại đi anh. Rồi cảm ơn anh, vui lòng dừng lại, xe máy dừng lại đi anh. Xách xe lại đi anh, xách xe lại đi anh. Xe máy vui lòng xách lại, dừng lại đi anh, ô tô dừng lại đi anh, ô tô dừng lại, xe máy dừng lại. Ô tô ơi, dừng lại đi anh, ô tô không ra đường anh ơi. Xe máy vui lòng xách lại, dừng lại. Ô tô ơi, xách lại, dừng lại đi anh ơi, vô trong đi anh ơi. Rồi vô trong dừng lại đi anh. Xe máy vô lòng xếp lại dừng lại. Xe máy vô lòng xếp lại dừng lại. Dừng tường cho đàn hoa. Xếp lại dừng lại. Dừng tường cho đàn hoa. Xe máy vô lòng xếp lại dừng lại. Xe máy ơi xếp lại phải dừng lại. Dừng tường cho đàn hoa đi chị ơi. Vô lòng xếp lại dừng lại. Xe máy dừng lại. Xe máy dừng lại. Xe máy dừng lại. Xe máy vô lòng xếp lại dừng lại. Xe máy xếp lại dừng lại. Xe máy ơi dừng lại đi em chị ơi. Xếp lại dừng lại cho đàn hoa. Xe máy dừng lại đi anh ơi, dừng xe hẳn lại cho đàn qua. Xe máy vô lòng xét lại dừng lại. Dừng lại đi anh chị ơi, vô lòng xét lại dừng lại đi anh. Rồi mình dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đàn qua đi anh chị ơi, vô lòng xét lại dừng lại. Ô tô dừng lại, xe tải dừng lại, xe máy ơi xét lại dừng lại đi chị. Xe máy vô lòng xét lại dừng lại, xe máy vô lòng xét lại dừng lại, xe máy ơi dừng lại đi anh. Xe máy vô lòng xét lại dừng lại. Xe máy phía trước của lòng xét lại dừng lại. Xe máy của lòng dừng lại. Xe máy của lòng dừng lại. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Sáng 2 không có bảo vệ em có tin đang hỗ trợ rồi. Ở trên mấy anh Vinh có gì đi chậm chậm á, gần gần lại em. Em lên chưa? À, rồi sáng 2 có Vinh xuống rồi. Rồi, xe máy ơi, tắt máy dừng lại đi anh. Tắt về vô đi anh ơi. Ủa, anh chỗ nào? Dạ. Em đang ở chỗ này, ý anh nói nãy giờ con cá nó đang tụng lên hết rồi. Đâu, bây giờ anh tấn 1, tấn 2, tấn 2 rớt ra rồi, không có ai luôn. À, con cá ra, không có báo gì hết. Báo nãy giờ, anh không nghe á. Báo đâu, anh ở chỗ này nãy giờ. Không báo anh nãy giờ rồi mà anh không nghe á. Dạ thôi anh ơi, có đi em lùi ra. Xe máy vô lòng xét là dừng lại, dừng đường cho đàn qua. Xe máy vô lòng xét là dừng lại. Xe máy ơi, dừng lại đi anh chị ơi. Xe máy vô lòng dừng lại, xe máy vô lòng dừng lại.
máy của lòng xét lại dừng lại. Xe máy ơi dừng lại đi. Dừng lại chị ơi. Ơ xe tải ơi dừng lại nhé anh ơi. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Xe máy ơi dừng lại đi em. Dừng lại cho đây qua đi em. Cảm ơn anh. Xe máy của lòng xét lại dừng xe hẳn lại. Chiều tường xe đang qua. Xe máy của lòng xét lại dừng xe hẳn lại. Chiều tường xe đang qua. Xe máy của lòng xét lại dừng lại anh ơi. Xét lại dừng lại đi em. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Rồi qua chân đi chị ơi. Rồi dừng lại đi em. Dừng lại cho đèn qua đi. Xe máy của lòng xét lại dừng xe hẳn lại. Chiều tường cho đèn qua. Rồi xe máy ơi dừng lại đi em. Dừng lại đi chị ơi. Xét lại dừng lại cho đèn qua đi em chị ơi. Của lòng xét lại dừng lại. Rồi máy cây dừng lại đi em ơi. Xe máy cây dừng lại đi em. Xe máy dừng lại. Xe đạp dừng lại. Rồi em ơi. Từ từ ra đường em ơi. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Chiều tường cho đèn qua. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Của lòng xét lại dừng xe hẳn lại chiều tường cho đèn qua. Ô tô xe máy của lòng xét lại dừng xe hẳn lại chiều tường cho đèn qua. Ô tô xe máy của lòng xét lại dừng xe hẳn lại. Của lòng xét lại dừng xe hẳn lại chiều tường cho đèn qua. Rồi xe máy ơi, xét lại dừng lại cho em chị ơi, xét lại dừng lại chiều tường cho đèn qua đi ạ. Của lòng xét lại dừng lại chiều tường cho đèn qua. Xe máy của lòng xét lại dừng lại. Xe máy của lòng xét lại phải dừng lại. Xe máy ơi, xét lại phải dừng lại đi em ơi. Rồi vào trong đi em. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy ơi, mình xét lại dừng lại cho đèn qua đi anh. Vào trong đi anh ơi. Vào trong giùm em đi anh. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Với 50 cây mà hít hơi rồi. Xe máy vừa lòng xét lại dừng xe hẳn lại. Chưa thương cho đèn qua. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Rồi chị gái ơi, mình xét lại dừng lại cho đèn qua đi chị ơi. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy ơi, vừa lòng xét lại dừng lại. Chưa thương cho đèn qua. Vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại chiều tường cho đèn qua. Vừa lòng xét lại dừng xe hẳn lại chiều tường cho đèn qua. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Anh chị ơi mình xét lại dừng lại chiều tường cho đèn qua đi anh chị ơi. Xét lại dừng lại chiều tường cho đèn qua. Vừa lòng xét lại dừng lại. Ô tô dừng lại đi anh ơi. Ô tô dừng lại. Ô tô dừng lại. Rồi anh ơi đèn đưa đây. Xe đạp đèn qua. Dạ mình dừng lại giúp em xíu nha. Cảm ơn anh. Xe máy vừa lòng dừng lại, máy cây dừng lại cho anh ơi. Rồi dừng lại giúp em đi anh. Dừng lại đi anh. Máy cây dừng lại đi anh. Đèn đưa xe đạp đèn qua, mình dừng lại giúp em. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy dừng lại, xe máy dừng lại, xe máy dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng xe hẳn lại. Trường tường xe đèn qua, vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Ở đây dừng lại cho đèn qua đi. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng không qua đường. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại không qua đường. Xe máy vừa lòng dừng lại. Xe máy vừa lòng dừng hẳn lại dừng đường cho đèn qua. Rồi chú ơi dừng xe lại cho đèn qua. Xét lại dừng lại dừng đường cho đèn qua. Dừng lại đi anh. Xe máy dừng lại đi chú ơi. Đừng đi được chiều nữa chú. Xét lại dừng lại dừng đường cho đèn qua. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy chú ơi rồi. Xét lại xuống đi chú. Xét lại cho đèn đưa xe đạp qua đi chú. Còn giảm tốc độ chúng con ạ. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy phía trước vừa lòng xét lại dừng lại. Trường tường cho đèn qua. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Trường tường cho đèn qua. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Rồi chị ơi. Rồi chị ơi, xe không cần này mình xét lại dừng lại đi chị ơi. Rồi giảm tốc độ vô trong làn ngồi nghỉ ngơi xíu đi chị. Dừng lại cho đèn đưa xe đạp qua chị ơi. Rồi cảm ơn chị. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Thank you.
cảnh sát là dừng lại. Wow. Mình đã trên núi mà mình thấy núi mình vẫn thấy đẹp. Rồi hôm nay nát quá. Không phải là nát về cái gì mà năm toán luôn. Nghe đâu hiện tại là năm toán luôn. Rồi xe máy ơi, vô đi chị ơi. Rồi dừng lại xíu cho đoàn bay nha chị ơi. Bàn đua xe đạp tới, tắt máy nghỉ ngơi một xíu nha. Rồi tắt máy nghỉ ngơi xíu, cảm ơn. Mới tắt 3 phút. Rồi xe máy ơi, dừng lại đi anh ơi. Dừng xíu đi cho đoàn đua qua cho con. Tới đèo chưa? Bao nhiêu cây nữa tới đèo? Tới bên 2. À, bên 2 xong mới tới đèo. Ok ok. Xe máy phía trước vừa lòng xét lại phải, dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đại qua. Xe máy vừa lòng lừa lại. Thôi xe máy ơi lừa lại, dừng đường cho đại qua đi anh chị ơi. Vừa lòng không lưu chuyển, xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Vô đi chú, vô đi. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy ơi dừng lại đi chị. Xét lại dừng lại, chụp đường cho đàn qua. Xe máy phía trước vừa lòng xét lại dừng lại. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại, chụp đường cho đàn qua. Xe máy vừa lòng xét lại dừng lại. Rồi xe máy ơi, dừng lại đi anh ơi, xét lại, dừng lại, dừng đường cho đàn qua. Xe máy vừa lòng xét lại, dừng lại. Xe máy ơi, dừng lại đi anh. Rồi, dừng lại đi anh, dừng lại đi. Xe máy ơi, dừng lại đi. Xe máy xét lại, dừng lại đi anh ơi, dừng xe lại đi. Xe máy dừng lại, em ơi. Dừng xe lại đi, đi vô đi. Xe máy ơi, dừng lại đi, xe làm cực xuống em ơi. Xe máy phía trước vừa lòng xét là phải, dừng lại. Xe máy vừa lòng xét là phải dừng lại. Xe máy ơi dừng lại đi, xét là phải dừng lại. Con Vinh ơi, cho cứu thương qua. Cho cứu thương qua. Cho
máy dừng lại đây ơi, xe máy dừng lại, xe máy dừng lại. Mấy cây nữa tới đèo kia. Mấy cây nữa tới mất rồi. Bốn cây hả? Dạ. Xe máy phía trước vừa đồng sát là dịch lại. Xe máy vừa đồng sát là dịch xe hẳn lại, dừng đường cho đàn qua. Dịch lại đi anh. Dừng xe lại cho đàn qua. Xe máy vừa đồng dịch lại. Xe máy vừa đồng dịch hẳn lại. Xe máy ơi, xét lại dịch lại đi anh. Thôi dịch lại đi anh ơi, đàn mua tới rồi. Dịch xe lại đi, dịch lại đi. Đàn mua tới rồi anh, thông cảm đi anh. Xét lại cho đàn mua qua đi. Rồi vô đi, vô đi, vô đi. Sao lưng rồi, sao lưng rồi. Xe máy phía trước vào lòng sát là phải, dừng xe hẳn lại, dừng đường cho đàn qua. Xe máy ơi, sát lại phải, dừng lại. Sát lại phải, dừng lại. Rồi vô đi anh ơi, vô đi. Vô trong cho đàn đưa qua đi anh ơi. Rồi, sát vô trong đi anh. Ô tô vô lòng dừng lại, ô tô vô lòng dừng hẳn lại. Ô tô phía trước vô lòng dừng lại. Rồi xe tải ơi, dừng lại đi anh ơi. Xe tải ơi, sát lại phải, dừng lại đi anh. Rồi, vận động viên tới rồi, dừng lại giùm em, cảm ơn anh. Hết hồn chưa? Sáng hồn bắt đầu vào đèo 10 km. Sáng hồn bắt đầu đổ đèo. Sáng hồn bắt đầu đổ đèo. Rồi chấp nhận cho không anh ơi. Tại tán một bắt đầu đổ đèo, tán một bắt đầu đổ đèo. Đó, lát nữa em.
xuống hết đèo, tới một xã xuống hết đèo, quân dân chuẩn bị. Rồi, tới rồi anh ơi, tới rồi. Bọn đồng viên tới, Dạ, dạ, không, ý bác xe loan. Chạy đi ấy. Dạ dạ, không ở trên anh. Ở này là tới ngay. Quân này là tới ngay. Cảm ơn em. Dạ dạ. Xe máy vừa lòng xét là phải dừng lại. Xe máy xét là phải dừng lại đến đây. Xét là phải dừng lại trên đường cho đèn qua. Rồi, vào trong đi anh ơi. Vào trong cho đèn qua đi anh. Rồi, vào trong nó vô đi anh ơi. Rồi, quân lên xe đi anh ơi. Quân lên xe. Xe máy dừng lại. Xe máy phía trước vừa lòng xác là phải dừng lại. Rồi chị gái ơi, xác là phải dừng lại cho đèn đua qua đi chị ơi. Rồi dừng lại cho một xíu đi chị ơi, em bật quá chị ơi. Rồi ơi, dừng lại đi chị ơi. Mà cách nhau phải 4 phút á. À. Độ
nó dễ, mà anh biết sao nó đi 14-26 nó xuống đây nó gặp cái dòng xoay này là rối luôn. Dạ. Đường Phú Yên nó xấu quá đúng không anh? À, nó xấu quá đâu đi được Phú Yên đúng không? À, bữa nay đua vòng Nha Trang Phan Rang cho nên đi đường này. Ủa vậy hả? Dạ. Em tưởng Phú Yên nó xấu sao? Dạ. Năm nay nó lên Gia Lai xong xuống Buôn Mê mới qua đây. Dạ rồi, dạ rồi, ok anh, dạ rồi. Hay quá mọi người. Đứng luôn hả? Đứng luôn hả? Đã có một đoàn trống là 3 phút. Đứng luôn, đứng luôn. Xe sau kìa, xe sau kìa. Xe máy không có đoàn được nha anh ơi. Bạn đua đang đua mà không có vòng được nha anh nha. Anh đi sao được nha. Vô cây xăng đi anh chị ơi, vô cây xăng đi. Phải 4-5 phút lận anh. Phút lận phút không? 4-5 phút. Tôi giải gì anh? Cúp truyền hình anh. Đâu được anh, nó đô ở đây mà. Đô đường này mà đâu có cho ô tô đi trước được. 4-5 phút rồi đi được rồi. Không, ý là phải tới là cái xe cảnh sát cuối đoàn á. Hồi nãy là mới báo là tán cuối nó cách là khoảng 5 phút. Dạ. Yeah. Ừ, ngon. Chạy bấy khách này phải đây, khách này phải đây. Cúi cho anh, cúi cho anh Hậu, cúi cho anh Hậu. Thôi em nghe rồi, em giữ tới cuối đoàn luôn. Thank you.
Rồi xe máy đây, đừng qua đường ở đây. Vô đội hình em có em rồi, có em ở đây rồi. Thanh niên cố lên. YouTube không à? Nghe nói này. Phát nào, em từ Hà Nội phải bắt bay vào đây để gặp các anh đây. Hà Nội bỡ đô ngoài đó mà. Em không, nhưng mà không kịp. Không được. À, bởi à. Vì hôm nay em đi làm. À, à. Rồi, rồi, cảm ơn. Chào với anh Tân Đình cái ạ. Selfie anh Tân Đình cái. Biết lên đằng kia rồi hả? Ừ đó, chạy qua rồi đó. Lùi vào đi, lùi vào đi, lùi vào thế đi, lùi vào thế đi, rồi rồi rồi. Còn 2 sao vậy? Vua của 7. Vua của 7. Rồi, chỉ chồng cái. Máy nó hơi nhỏ nha. Ra ra. Rồi, cảm ơn anh. À, dạ. Đi bao nhiêu này anh nhỉ? Bao nhiêu km? Trăm mấy, 180 hay sao á? 8 rồi. Đi đuối luôn á. Cái gì về xe phi phát nhớ nhau. À. Anh. Ok. Rồi, cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa hả? Nóng quá hả ta? Xe nóng quá hả? Có báo gì không? Nghe báo, hỏi lùi lùi thế rồi hả? Thôi, chỉnh cái chân chống qua lại thử coi được không? Đang nữa hả? 1, 2, 3. Kẹt số vo rồi, bị kẹt côn là kẹt số rồi, đúng không? Đạp côn đạp số mới vô được. Thôi về đi, tính tiếp thôi. Nóng đít, nóng đít, nóng đít. Hai con. Tức giờ chỉ gặp Lân nó mời đi ăn bữa thôi chứ không thấy nó đâu hết. Buồn. Dạ. Chết luôn à. Chết luôn. Bây giờ nó kẹp số rồi hả? Kẹp số rồi. Kẹp số giờ xử sao? Bây giờ lát nữa cứ bây giờ cứ khi rảnh thôi, lát nữa đi xuống kiểm tra coi thử coi là đạp số mà nó bị là bị số rồi. Thay nguyên bộ số mới. Thay bộ số mới. Ê, em giúp anh. Không, lấy sau kìa. Trời, không ra lăng gì hết. Mà sao thấy mấy anh bự bự là biết là mấy anh sẽ nhờ đó. Xuống thì được mà lên không nổi. Thì đó, em nói anh rồi mà. Nhìn xa thì cứ tưởng là kiều. Bỏ đại em đây bớt một. 3, 1 món. Ra 2 món. Ok. Trời ơi, được anh chị anh cứu cho ly nước mía mà không kịp. Mệt quá. Em không đi được, không đi tè được luôn anh. Ra quốc lộ 1A mới đi nổi á. Rồi, rồi, được thôi, đứng đây. Rồi giờ mà còn chưa có phòng nữa là no rồi. Đi ăn trước đi. 2 giờ mới có thiệt hả? 2 giờ mới có hả? 2 giờ mới có phòng. Đây. Đây là anh Sang khói lửa mà mọi người hay nhắc tới đây. Đó. Trên hình nó thì trắng lắm. Đây nhìn hơi dữ dữ. Hướng dẫn mình luôn. Cái này là nước gì chị? Nước đề tắc. Cho em một miếng nữa chị. Còn miếng là lại ly đi. Chất khác hơn rồi. Mặt này quen cũng vậy đó.
hết rồi hả? Con hả? Quen không? Lì lắm nha. Năm nào tới đây cũng thấy khách sạn mình phải nâng cấp dần dần lên. Năm nay nâng cấp được cái nhà xe. Cái này có đâu? Cái này có rót được không? Mỗi năm tụi em đậu ở ngoài sân. Rót ở sân. À. Ừ. Hết nước rồi hả chị? Dạ không. Đang thay bình bự. À. Trời, dặn cái dầu ra là ngon lành cành đào luôn rồi. Mà cái dầu này dặn lâu lắm, nó chảy chậm lắm. Trời, cho vậy mới chậm. Cái này đi, đó cho nó đầy đầy với em ăn nó ngon. Rồi, cảm ơn chị. Tham quá mọi người. À, xong rồi, trả liền. Nhờ chiến thuật của anh mà giờ chống trơn ha, đều chống trơn ha. Làm em ế, không biết làm gì hết. Wow. Dạ. Rồi, kiếm gì ăn? Kiếm gì ăn 2 giờ nhận phòng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Ủa xe bị gì em? Nữa hả?